Thưa phụ vương, con bắt được 3 con thỏ. Con giỏi lắm. Để xem 2 em của con có thành tích gì hay không. Cha, cha, thưa phụ vương, con bắt được 2 con. Ủa, tưởng hoàng tử Ben bắt được nhiều thú lắm chứ, ngay cả một con chim cũng không bắt được sao? Bắt nhiều thú thế nào được, người yếu đuối như thế này dương cung cũng không nổi. Cậu Út thì chỉ xem qua bắt bướm thôi. Sao cậu Út bắt được mấy con bướm? Con thật thua xa 2 anh của con. Con bắt được 1 con sói. Bắt được cả sói cơ đấy. Vậy sói đâu? Ôi, hoàng tử Ben hôm nay bắt được cả sói. Tài quá à. Nhưng con thả sói chạy rồi. Ben à, là một hoàng tử không thể yếu đuối như vậy được. Ha 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 ha